cháy lớn nhà máy sản xuất quạt ở Bình Dương. Lửa bùng lên từ nhà xưởng sản xuất quạt thông gió trên đường điện thoại 743, thành phố Dĩ An, rồi lan sang công ty phân phối lốp ô tô, khói bốc cao ngùn ngụt, sáng ngày 28 tháng 5. Khoảng 7 giờ 30 phút, lửa kèm nhiều tiếng nổ lớn bùng lên từ nhà xưởng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nghệ năng sản xuất quạt thông gió tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, rồi cháy lan ra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Thành Lợi. Do nguyên liệu chủ yếu là vỏ lốp cao su, khói đen nghịt bốc cao hàng trăm mét. Mái trần nhà xưởng khoảng 500 mét vuông của doanh nghiệp đã đổ sập. Nhiều nhân viên dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành, phải di rời thành phẩm ra ngoài hạn chế thiệt hại. Vị trí cháy nằm gần khu dân cư đông đúc. Lúc đầu lửa cháy bên trong nhà xưởng, nhưng chừng 30 phút bất ngờ bốc cao ngùn ngụt. Nhiều người đi trên điện thoại 743 qua trạm thu phí Bình Thung dừng lại khiến đoạn đường kẹt kéo dài, anh Tân, một người dân gần hiện trường nói. Hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có mặt ở hiện trường. Do khu vực hỏa hoạn nằm ngay khu dân cư, cảnh sát phải chia ra nhiều mũi, dập lửa từ nhiều phía. Đến 9 giờ 45 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi nhà xưởng chừng 500 m2 và nhiều tài sản của hai công ty. Nguồn: VN Express.